Mạnh Quỳnh nhắc đến cố ca sĩ Phi Nhung đầy xúc động, tiết lộ sẽ là một điều đặc biệt cho cố ca sĩ. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là đôi bạn thân cũng như bạn diễn vô cùng ăn ý trên sân khấu. Cả hai là cặp đôi vàng của dòng nhạc vàng, từng đi lưu diễn ở nhiều nơi và đón nhận nhiều tình thương từ khán giả. Người hâm mộ còn liên tục ghép cặp đôi ở ngoài đời và tin rằng cặp đôi này có tình ý với nhau, mặc cho Phi Nhung, Mạnh Quỳnh lên tiếng giải thích hay lên tiếng phủ nhận. Đến tận thời điểm hiện tại, họ vẫn xem nhau như cặp tình nhân trong mắt khán giả. Mới đây, trong đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, anh đã có những chia sẻ thẳng thắn về người bạn thân quá cố. Ngay trên sân khấu, Mạnh Quỳnh đã nhận được nhiều câu hỏi từ phía người hâm mộ có liên quan tới Phi Nhung, trong đó có một khán giả hỏi: bằng cảm xúc hiện tại, điều gì anh hai Mạnh Quỳnh muốn nói với chị hai Phi Nhung ngay lúc này? Trước câu hỏi liên quan đến bạn thân quá cố, Mạnh Quỳnh không giấu nổi sự xúc động. Anh cho biết, bạn thân rất tự hào về Phi Nhung. Nam ca sĩ tự về cách sống, con người, tài năng cũng như sự nghiệp của Phi Nhung suốt thời gian qua, đó chính là điều Mạnh Quỳnh luôn trân trọng và giữ nó ở trong lòng khi nghĩ về Phi Nhung dù cô đã mất. Tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách góp phần vào công việc Phi Nhung đang dang dở. Tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng thật nhiều, Mạnh Quỳnh cho hay. Khi được hỏi về việc có thể về Việt Nam thường xuyên hơn không, Mạnh Quỳnh cho hay, tôi sẽ cố gắng về Việt Nam thường xuyên hơn. Là một người Việt Nam, dù đi đâu, tôi cũng luôn muốn trở về quê hương. Tôi lúc nào cũng muốn trở về quê hương và cố gắng cống hiến về nền nghệ thuật nước nhà. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cống hiến cho quãng đời còn lại của mình, đáp lại tình cảm của khán giả. Đang chia sẻ về Phi Nhung thì buổi giao lưu gặp sự cố mất điện. Tuy nhiên Mạnh Quỳnh vẫn hào hứng cầm loa trên tay để trò chuyện trực tiếp với khán giả. Cuối buổi giao lưu, anh cũng nhắc đến Phi Nhung một lần nữa. Tôi nhớ lần trước tôi về Việt Nam vẫn có Phi Nhung bên cạnh. Vậy mà hôm nay tôi về Việt Nam đứng đây chỉ có một mình, cạnh chiếc ghế của Phi Nhung nhưng không còn Phi Nhung hiện diện nữa. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, tôi mong chúng ta hãy yêu thương nhau thật nhiều, hãy thương nhau khi còn có thể. Chẳng cần nói quá nhiều, Mạnh Quỳnh ôm chặt ảnh Phi Nhung vào lòng và chụp hình với tất cả người hâm mộ trong sự niềm nở thân thiện. Có thể thấy, tình cảm chân thật mà Mạnh Quỳnh dành cho cố ca sĩ Phi Nhung vẫn còn đậm sâu. Đối với anh, Phi Nhung là một người bạn thân thiết khó có thể quên trong cuộc đời này.